đậu. Rồi. Này là cắt bánh kem. Sau khi này bánh kem của chú Thái. Cái lớn là shop mua. Cái nhỏ là con chú Thái mua. Chính là bánh là mình sao lại bánh là ủa anh Đàn bánh mình nhân gì vậy? Nhân xoài hả? Bánh lớn bánh xốp nhân xoài một cái là mango cái là sao rồi chú Thái chia bánh cho mọi người. Rồi mọi người no quá rồi nên ăn cái nhỏ thôi. Cái lớn mai shop vô ăn sao. Chị già hơn. Ăn. Rồi ăn đại đi. Lâu lâu. Lâu lâu, lâu nhắm mắt lại bữa đi. Nhắm mắt ăn đại đi. Ủa nhỏ nhắn không có tiêu chuẩn con đâu con. Rồi chọn Nhi đi, chọn Nhi đi. Đi chọn Nhi đi. Đi chọn ăn ngọt quá, sốt tay mà làm bánh nó ngọt ha, đường tay nó làm ngọt mà nó tay nó ngọt, má chào. Đúng rồi, 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 đ